Xin chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội đồng nhân dân tỉnh khai mạc kỳ họp thứ 8, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, thảo luận mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022. Kinh tế Lai Châu dần phục hồi và phát triển sau đại dịch Covid-19. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ 5 năm 2022 diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 7. Lễ khai mạc đại hội sẽ được tổ chức vào 8 giờ ngày 14 tháng 7 tại nhà thi đấu đa năng Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu với sự tham dự khoảng 2.000 người, trong đó có 19 đoàn vận động viên với khoảng 800 vận động viên tham gia thi đấu 15 môn, gồm điền kinh, chạy việt giã, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, bắn nỏ, tù lưu, tung còn, đẩy gậy, kéo co, bóng chuyền hơi và quần vợt. Lễ khai mạc diễn ra vào 8 giờ thứ năm, ngày 14 tháng 7 năm 2022. Địa điểm tại nhà thi đấu đa năng Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu truyền hình phát thanh trực tiếp lễ khai mạc đại hội trên kênh LTV, LOV, phát trên vệ tinh Vinasat 1, truyền hình số mặt đất trên sóng phát thanh FM tần số 94,1 MHz, phát thanh truyền hình online trên trang thông tin điện tử laichautv.vn, trên dịch vụ truyền hình MyTV, Viettel TV, truyền hình cáp VTV cáp, SCTV và trên kênh youtube.com/laichautv. Bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 18 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 8 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022, thảo luận mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022, đồng thời xem xét quyết định theo thẩm quyền nhiều vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Giang Báo Mỹ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp. Dự phiên khai mạc có đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và các huyện thành phố. Khai mạc kỳ họp, đồng chí Giang Báo Mỹ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 sẽ tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, bàn và thống nhất các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, đồng thời thảo luận và quyết định ban hành các nghị quyết về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030. Sửa đổi bổ sung nghị quyết số 42 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số khoản phí lệ phí và mức thu phí lệ phí trên địa bàn tỉnh, chia tách đổi tên thôn bản tổ dân phố thuộc các huyện, thành phố và một số nội dung quan trọng khác. Việc thảo luận xem xét các nội dung tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh trong năm 2022. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh dành thời gian nghiên cứu, tập trung thảo luận và quyết định các nội dung của kỳ họp. Tiếp đó, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và mục tiêu nhiệm vụ giải pháp trọng tâm chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022. Khẳng định mặc dù chịu tác động của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự cố gắng của các cấp các ngành, sự lãnh đạo sát sao của tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh và sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế đạt và vượt so với cùng kỳ. Vì vậy, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP 6 tháng đầu năm ước đạt là 9,15%, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 2.600 tỷ đồng, tăng gần 38% so với cùng kỳ. Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và đồng hành cùng với doanh nghiệp được quan tâm sát sao. 6 tháng đầu năm, tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư 11 dự án với vốn đăng ký đầu tư trên 2.300 tỷ đồng, tăng 7 dự án so với cùng kỳ năm trước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ rõ một số hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nguyên nhân của những hạn chế, đồng thời xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022.
Cũng tại phiên khai mạc, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghe Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và những kiến nghị với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Xem xét các báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh, báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 sẽ thông qua 20 báo cáo và 14 tờ trình dự thảo nghị quyết quan trọng. Với phương châm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tập trung nghiên cứu sâu, thảo luận dân chủ, đưa ra nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung trình kỳ họp, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp lần này. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã một lòng đoàn kết, vượt khó vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội một cách toàn diện. 6 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 3.700 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 978,2 tỷ đồng, tăng 22%. Ngoài ra, thì tỉnh cũng tranh thủ làm việc với các bộ ngành, các nhà đầu tư để kêu gọi đầu tư các công trình, dự án, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Vâng, với sự quyết liệt và linh hoạt sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, cùng với kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19, đã góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi nhanh nền kinh tế của tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm cho người lao động. Đây là tiền đề quan trọng để Lai Châu hoàn thành các nhiệm vụ cả năm theo mục tiêu đã đặt ra. Xác định khôi phục du lịch, dịch vụ là yêu cầu cấp bách, kích thích phục hồi các ngành nghề khác trong nền kinh tế. Ngay sau khi chính phủ cho phép mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15 tháng 3, các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch được tỉnh đẩy mạnh dưới nhiều hình thức, đưa hình ảnh Lai Châu hấp dẫn, thân thiện, an toàn tới du khách trong nước và quốc tế. Tỉnh cũng đã triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ước đón trên 400.000 lượt khách, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu ước đạt hơn 343 tỷ đồng, tăng gần 82%. Ba huyện là Tam Đường, Than Uyên, Phong Thổ đã tổ chức thành công các hoạt động kích cầu du lịch. Để thu hút, mời gọi khách cũng như là đảm bảo cho cái an toàn đến với du khách đến Tam Đường, thì huyện đã có các bước chuẩn bị, đó là thành lập các câu lạc bộ, đặc biệt là giao cho phòng văn hóa thể thao là cái đầu nối, kết nối với là các lữ hành đoàn khách đến để trải nghiệm tham quan du lịch, cũng như là chinh phục đỉnh núi Pù Ta Leng tại huyện Tam Đường. Cái thứ hai nữa là huyện đã đảm bảo cái việc nữa là vệ sinh môi trường các khu điểm du lịch đảm bảo cho sạch sẽ, an toàn, cũng như là chỉnh trang bổ sung các nhà hôm tây ở các điểm khu du lịch cộng đồng, đảm bảo cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Sự tăng trưởng của ngành du lịch đã góp phần đưa giá trị sản xuất các ngành kinh tế của tỉnh tăng trưởng 9,15%, vượt kịch bản tăng trưởng 1,45%. Một số chỉ tiêu kinh tế tăng so với cùng kỳ năm trước như giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách trên địa bàn, sản xuất nông nghiệp. Điều này cho thấy tín hiệu khả quan phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, đời sống nhân dân được quan tâm cải thiện. Trong những năm qua thì một số làng bên cũng lấy tinh thần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã vươn lên thoát nghèo, được các đồng chí làng bên cũng đã gương máu thực hiện mô hình trồng khoai tây, cũng đã bà lang thực hiện cái mô hình trồng bí xanh. Đặc biệt là toàn thể bà con cũng đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, và những ruộng một vụ thì bà con cũng nhân dân đã chuyển đổi từ trồng ngô, trồng lạc, trồng đậu tương xuống chân ruộng một vụ. Đa số 100% là một số diện tích ruộng một vụ là đã trồng kín hết trong thời gian qua. Bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, sản xuất, kinh doanh, lao động, việc làm trong các ngành lĩnh vực tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tác động nhiều đến nguồn thu ngân sách.
Tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội vừa qua, các ngành địa phương đã phân tích từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp, tìm ra nguyên nhân, giải pháp và cách thức triển khai. Trong đó có giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Các nhà đầu tư quan tâm vào lĩnh vực nông nghiệp xin báo cáo đề nghị là chủ yếu một là lĩnh vực trồng rừng, trồng măng ca, trồng quế, trồng dược liệu và lĩnh vực về chăn nuôi lợn nói chung quy mô lớn. Trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt vừa rồi, Ủy ban tỉnh đã phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức ký hội nghị hội thảo về tăng cường xuất khẩu chè vào thị trường Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á. Thưa quý vị và các bạn, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự vào cuộc của các ngành và niềm tin tưởng, chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân đã tạo nên những gam màu tươi sáng trong bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh những tháng đầu năm. Đồng thời, tiếp tục khẳng định chiến lược thực hiện mục tiêu kép, đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế đi đúng hướng, tạo nền tảng quan trọng để kinh tế Lai Châu phục hồi, vươn đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2022 cũng như những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua do tác động của tình hình kinh tế chính trị thế giới, giá xăng dầu, các mặt hàng phục vụ sản xuất sinh hoạt đã có nhiều lần điều chỉnh theo hướng tăng lên ở mức cao. Từ đó đã tác động không nhỏ đến mọi mặt của đời sống, kinh tế xã hội, cả nước nói chung, cũng như Lai Châu nói riêng. Đối với các dự án xây dựng hạ tầng trên địa bàn tỉnh, việc thực hiện đấu thầu không điều chỉnh đối với các dự án trong thời buổi giá nhiên liệu và các mặt hàng phục vụ xây dựng tăng như hiện nay cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp cũng như các đơn vị chủ đầu tư trên địa bàn. Sau đây là ghi nhận chi tiết của phóng viên thời sự. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Tuyền là một trong những đơn vị doanh nghiệp tham gia ở khá nhiều các ngành nghề khác nhau trên địa bàn tỉnh trong những năm qua. Đây là một trong những đơn vị doanh nghiệp được đánh giá là có chiến lược phát triển tốt, nhanh nhạy trong đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, từ khi giá cả các mặt hàng tăng mạnh do biến động của thị trường, đơn vị cũng đã gặp không ít những khó khăn. Mà giá cả biến động rất lớn, giá dầu có lúc biến động tới 40-50%, biến động tăng giá xi măng, sắt thép, gạch ngói, cát đá, các cái nguyên vật liệu dùng trong cái xây dựng công trình chúng tôi thì có lúc tăng đến 20-30%, kể cả là nhựa đường, những nguyên vật liệu chính để làm những công trình đường giao thông. Bởi vậy thì gây rất nhiều khó khăn cho các cái doanh nghiệp trong cái ngành xây lắp trên địa bàn tỉnh Lai Châu nói chung và đơn vị chúng tôi nói riêng. Thay mặt cho anh em doanh nghiệp trên tỉnh Lai Châu cũng như đơn vị chúng tôi cũng kính mong các cái cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương sớm có cái giải pháp để tháo gỡ giúp cho các cái doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản sẽ điều chỉnh từ cái đơn giá cố định và hợp đồng trọn gói sang đơn giá điều chỉnh để các cái đơn vị thi công trong lĩnh vực xây lắp hoàn thành các cái dự án đúng tiến độ và chất lượng. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đang triển khai thực hiện 3 dự án với 13 gói thầu xây lắp, hình thức hợp đồng các gói thầu theo đơn giá cố định. Trong thời gian vừa qua, giá vật liệu, nhiên liệu tăng mạnh, diễn biến phức tạp, khó lường. Trong đó có giá xăng dầu, xi măng, sắt thép, nhựa đường. Cụ thể, so với đầu năm 2021, giá sắt thép nhựa đường tăng khoảng 20%. Nếu chỉ so với đầu năm 2022, giá sắt thép tăng 18%, nhựa đường tăng 7% và giá xăng dầu đã tăng tới gần 40%. Các loại vật liệu, nhiên liệu trên chiếm tỷ trọng lớn trong cấu thành giá hợp đồng thi công xây dựng các gói thầu tại ban đang quản lý. Sắt thép chiếm khoảng 8%, nhựa đường chiếm khoảng 6%, và xăng dầu chiếm khoảng 12%. Việc giá vật liệu, nhiên liệu tiếp tục leo thang gây ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thực hiện các hợp đồng. Đối với các hợp đồng ký đầu năm 2021, đến thời điểm hiện tại thì giá hợp đồng đã tăng khoảng 15% và tăng khoảng 10% đối với các hợp đồng ký đầu năm 2022. Thực tế, các nhà thầu đã có rất nhiều giải pháp huy động nguồn lực để chủ động đẩy nhanh tiến độ. Nhưng do thời tiết diễn biến phức tạp và công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, do vậy, việc đẩy nhanh tiến độ cũng không phát huy được hiệu quả. Thời gian vừa qua thì với cái trượt giá nguyên vật liệu thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án do ban chủ tư. Chúng tôi được giao chủ tư là 3 dự án. Thì các dự án các gói thầu đều chịu tác động của cái việc trượt giá đó. Thì trong cái công tác quản lý với cái thi công tại hiện trường thì cái giá cả nó gây trượt giá là nó gây rất nhiều khó khăn cho công tác thi công và quản lý cái tiến độ
Hiện tại thì cũng đã, cho đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng vận động nhà thầu tiếp tục thi công theo cái hợp đồng đã ký thôi. Mặt khác, theo dự báo giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng có thể tăng và giảm dần mà vẫn trên đà tăng đột biến, khiến đại đa số nhà thầu gặp nhiều khó khăn và một số nhà thầu có nguy cơ đơn phương chấm dứt hợp đồng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý thực hiện hợp đồng và quản lý tổng mức đầu tư. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh đã đón tiếp hơn 23.000 lượt tổ chức cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính, tiếp nhận gần 18.000 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 là 7.538 hồ sơ, đạt 42,5% tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ, trong đó 99,93% hồ sơ trả trước và đúng hạn, 0,07% hồ sơ trả quá hạn. Qua đó đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh đã đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu của nhân dân và các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn khi đến giao dịch, đồng thời còn là địa điểm để người dân và doanh nghiệp phát huy trách nhiệm, dân chủ thông qua hệ thống đánh giá mức độ hài lòng đối với công chức viên chức trong việc thực thi nhiệm vụ cơ quan hành chính nhà nước. Từ đầu năm đến nay, hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn thành phố được tăng cường, công tác quảng bá phát triển du lịch được quan tâm chỉ đạo, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm ước đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thương nghiệp ước đạt 1.700 tỷ đồng, dịch vụ lưu trú ăn uống và tiêu dùng ước đạt 85,3 tỷ đồng. Thành phố làm tốt công tác quản lý các hoạt động thương mại dịch vụ, tổ chức xác định giá trị tài sản chợ trung tâm thành phố, tài sản doanh nghiệp, đầu tư tại khu di tích quốc gia Pù Sam Cáp và xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ San Thàng. Thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các loại hình thương mại dịch vụ, đẩy mạnh các hoạt động kêu gọi, thu hút đầu tư, xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị phù hợp với quy hoạch đô thị. Năm nay, huyện Than Uyên được giao thu ngân sách 60 tỷ 300 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, mặc dù ảnh hưởng của tình hình dịch và giá cả lạm phát đã tác động tới sản xuất kinh doanh của người dân, gây ảnh hưởng tới việc thu thuế trên địa bàn. Nhưng với việc chủ động áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp trong quản lý thu thuế, mà trong 6 tháng đầu năm, huyện đã thu được trên 17 tỷ 200 triệu đồng tiền thuế, đạt 28% kế hoạch giao. Thời gian tới, để đảm bảo thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra, huyện đang tập trung vào việc hoàn thiện hồ sơ đấu giá đất trong tháng 8. Ngoài ra, tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn thực hiện tốt việc rà soát các công trình xây dựng trên địa bàn, tổ chức kiểm tra hồ sơ khai thuế tại đơn vị chi cục thuế, thực hiện tốt việc thu lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân, đảm bảo theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp và nông thôn tiêu biểu là một hoạt động nằm trong chương trình khuyến công được tổ chức bình chọn theo 4 cấp, gồm cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia. Bình chọn cấp huyện, cấp tỉnh được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Còn tại Lai Châu, đây là lần thứ 2 chương trình được tổ chức. Tham gia chương trình bình chọn các cơ sở doanh nghiệp có sản phẩm ở công nghiệp nông thôn đạt chất lượng và giá trị sử dụng cao của tỉnh, không chỉ được tôn vinh, nâng tầm uy tín, thương hiệu, mà còn có thêm nhiều cơ hội để mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển sản xuất. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Mời quý vị cùng theo dõi. Là một trong 12 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được lựa chọn vinh danh năm 2022. Sản phẩm gạo tẻ dâu của công ty trách nhiệm hữu hạn giống vật tư nông nghiệp Tây Bắc đã sớm được người tiêu dùng trong cả nước biết đến bởi chất lượng gạo thơm ngon. Để có được chất lượng gạo thơm ngon mang đến tay người tiêu dùng, công ty đã chủ động liên kết sản xuất với người dân tại các xã Xin Sứ Hồ, Bản Lang, Nậm Xe và Giào San, huyện Phong Thổ. Đây đều là những địa phương có khí hậu thổ nhưỡng phù hợp để gieo cấy lúa tẻ dâu. Về phía công ty sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ giống, vật tư kỹ thuật và bao tiêu đầu ra cho toàn bộ diện tích lúa của người dân. Để đảm bảo đấy là cái hạt gạo thì công ty chúng tôi sẽ liên kết và từ lúc gieo mạ cho đến lúc cấy và lúc thời gian sinh trưởng của cây lúa, tôi luôn bám theo sát và có cái kỹ thuật đi cùng để hướng dẫn bà con. Để bình chọn được cái sản phẩm đó thì đấy, thứ nhất là cái về chất lượng của hạt gạo và đồng thời nữa là cũng mang lại cho công ty một cái thương hiệu và một cái giá trị nâng cao để xuất và đưa ra thị trường lớn mạnh hơn và nhằm quảng bá những cái sản phẩm của đặc sản của Lai Châu. Năm nay là năm thứ 2, Lai Châu tổ chức chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sau lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2019.
Đây là chương trình hết sức ý nghĩa nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn ngày càng phát triển. Ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của ngành chuyên môn, các đơn vị doanh nghiệp trong toàn tỉnh đã chủ động gửi sản phẩm tham gia chương trình. Đến quý 2 năm 2022 đã có 22 sản phẩm, bộ sản phẩm tham gia, trong đó có 12 sản phẩm, bộ sản phẩm tiêu biểu được ban tổ chức lựa chọn vinh danh tiêu biểu, như bộ sản phẩm trà Đông Phương Mỹ Nhân của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Chè Tam Đường, hồng trà San Mồ Xì San của Hợp tác xã Biên Cương, gạo tẻ dâu Phong Thổ của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Giống Vật tư Nông nghiệp Tây Bắc, sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo khô Nguyên Sợi, mật ong nơi thượng nguồn sông Đà, nhân hạt mắc ca Tân Uyên. Trước cơ sở 12 sản phẩm, bộ sản phẩm được vinh danh, ban tổ chức đã lựa chọn 5 sản phẩm, bộ sản phẩm tiêu biểu là bộ sản phẩm trà Đông Phương Mỹ Nhân của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Chè Tam Đường, miến rong Bình Lư, mật ong nơi thượng nguồn sông Đà, gạo đặc sản Sén Cù Than Uyên. Cao Đỗ Trọng Xin Hồ gửi tham gia chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Bắc. Việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thì nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng để phát triển sản xuất và mở rộng thị trường, đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường. Đồng thời thì việc tổ chức lựa chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thì cũng là một bước để lựa chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh tham gia cấp khu vực và cấp quốc gia. Việc tổ chức lựa chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cũng nhằm khuyến khích động viên các cơ sở sản xuất đổi mới công nghệ để thực hiện tạo ra những cái sản phẩm có giá trị, có thương hiệu, có chất lượng, đáp ứng cái nhu cầu của thị trường. Có thể thấy mặc dù đây mới là lần thứ hai được tổ chức, song chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã có tác động tích cực, tạo động lực thúc đẩy các cơ sở công nghiệp nông thôn, các làng nghề tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tạo ra những sản phẩm chất lượng, chinh phục thị trường trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ 5 là sự kiện chính trị xã hội lớn của tỉnh, thiết thực chào mừng những ngày lễ lớn của tỉnh trong năm 2022, là cuộc biểu dương lực lượng huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài thể thao thành tích cao, là đỉnh cao của phong trào thể dục thể thao quần chúng. Sự có mặt của trên 800 vận động viên thuộc 19 đoàn của các huyện, thành phố, các khối, các sở ngành về tham gia thi tranh tài 15 môn thi của đại hội là minh chứng cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể dục thể thao toàn tỉnh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại các môn thi đấu trong Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh. Môn cầu lông được xem là môn thể thao được các đoàn vận động viên cũng như các vận động viên quan tâm nhất trong kỳ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ 5. Ở môn cầu lông đã quy tụ 60 vận động viên thi đấu ở các nội dung đôi nam nữ, đơn nam. Các trận đấu đều diễn ra trong không khí thi đấu tranh tài quyết liệt của các vận động viên trong sự cổ vũ nhiệt tình từ phía khán giả. Để đạt được những kết quả này thì hàng ngày là mình cũng cùng với mọi người cũng tập luyện rất là chăm chỉ, và lần này thì mình thấy công tác tổ chức đại hội của tỉnh Lai Châu là rất là hoành tráng và rất là chu đáo, và cũng là đạt được những thành tích như này cũng là sự cổ vũ động viên của khán giả và nhà tổ chức. Một năm thì mình thấy là các nhà tổ chức cũng tổ chức khoảng tầm 10 giải cầu lông, nên năm nay là cũng có cho mọi người tham gia thi đấu và để tăng cường cái sự nỗ lực và thu hút những vận động viên tham gia luyện tập vào môn cầu lông. Kéo co cũng là một trong những môn thể thao mà ban tổ chức đưa vào nội dung thi đấu tại đại hội lần này. Đây được xem là môn thể thao vận dụng sức mạnh và trí tuệ của tập thể. Ở các trận thi đấu tranh tài chung kết môn kéo co thực sự đã mang lại một bầu không khí vui tươi, sôi động của Ngày hội Thể dục Thể thao. Để có được những kết quả tốt nhất ở môn thi đấu kéo co, ngoài sức khỏe thì các vận động viên trong đội cần phải có sự tập luyện để có sự ăn khớp và hiểu ý nhau trong thi đấu. Để chuẩn bị cho kỳ Đại hội Thể dục Thể thao lần này thì đội kéo co bên em là đại diện cho thành phố. Mặc dù là nhiều đơn vị khác nhau nhưng mà bọn em vẫn tổ chức tập luyện, và mỗi buổi chiều giờ thể thao anh em tranh thủ tập 45 đến 60 phút mỗi ngày. Kỳ Đại hội Thể dục Thể thao lần này thì em mong muốn là tìm ra một số đội mạnh nhất để cử đi tham gia Đại hội Thể dục Thể thao quốc gia.
Với 15 môn thi đấu diễn ra trong Đại hội Thể dục Thể thao lần này, khẳng định bước phát triển của phong trào thể dục thể thao toàn tỉnh. Và đây cũng là kết quả minh chứng sau hơn một năm triển khai tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao từ cơ sở, là tiền đề cho việc đẩy mạnh hơn nữa đối với phong trào thể dục thể thao trong toàn dân. Kỳ đại hội lần thứ 5 so với 4 kỳ đại hội trước, có thể nói là năm nay cái chất lượng của các cái môn thi đấu được nâng lên, nhất là các cái môn mà đào tạo năng khiếu thể dục thể thao mà tỉnh đang đào tạo thì các em được tham gia thì chất lượng được nâng lên rõ rệt, nhất là cụ thể như môn điền kinh, môn cầu lông và một số môn trong không có trong hệ thống đào tạo, tuy nhiên chất lượng vẫn được nâng lên. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Vâng, quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký theo dõi các chương trình của chúng tôi được đăng tải trên kênh YouTube và trên trang fanpage có địa chỉ Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình thời sự lần sau. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với điểm những nội dung chính được phát sóng trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, khai mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Giang Báo Mỉ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 sẽ tập trung thảo luận đánh giá tình hình kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, bàn và thống nhất các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, đồng thời thảo luận và quyết định ban hành các nghị quyết về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2030, sửa đổi bổ sung nghị quyết số 42 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số khoản phí lệ phí và mức thu phí lệ phí trên địa bàn tỉnh, chia tách đổi tên thôn bản tổ dân phố thuộc các huyện, thành phố và một số nội dung quan trọng khác. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã một lòng đoàn kết vượt khó vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội một cách toàn diện. 6 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 3.700 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 978,2 tỷ đồng, tăng 22%. Với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự vào cuộc của các ngành và niềm tin tưởng, chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và tạo nên những gam màu tươi sáng trong bức tranh kinh tế xã hội những tháng đầu năm, đồng thời tiếp tục khẳng định chiến lược thực hiện mục tiêu kép, đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế, đi đúng hướng, tạo nền tảng quan trọng để kinh tế Lai Châu phục hồi vươn đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo. Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là một hoạt động nằm trong chương trình khuyến công được tổ chức bình chọn theo 4 cấp gồm cấp huyện, cấp tỉnh, khu vực, quốc gia. Bình chọn cấp huyện, cấp tỉnh được tổ chức định kỳ 2 năm một lần tại Lai Châu. Đây là lần thứ 2 chương trình được tổ chức. Tham gia chương trình bình chọn các cơ sở doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp nông thôn đạt chất lượng và giá trị sử dụng cao của tỉnh không chỉ được tôn vinh, nâng tầm uy tín thương hiệu mà còn có thêm nhiều cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển sản xuất. Có thể thấy mặc dù đây mới là lần thứ 2 được tổ chức, song chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã có tác động tích cực, tạo động lực thúc đẩy các cơ sở công nghiệp nông thôn, các làng nghề tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tạo ra những sản phẩm chất lượng, chinh phục thị trường trong nước và quốc tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi điểm những nội dung chính được phát sóng trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.